Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Sáng ngày 12 tháng 10, Tòa án Nhân dân Thành phố Hà Nội mở phiên sơ thẩm xét xử ba cựu cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa, Mỹ Đức, Hà Nội bắn nhầm dê về hành vi trộm cắp tài sản. Các bị cáo gồm Nguyễn Văn Nhân, cựu đại úy, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng, cùng là cựu thượng úy. Cả ba người này chịu cáo buộc bắn chết dê của người dân vào hồi cuối tháng 6. Tòa án cũng triệu tập bị hại là người mất dê cùng một số nhân chứng nhưng đều vắng mặt. Sau khi hội ý, hội đồng xét xử ra quyết định cho rằng đây là lần mở tòa đầu tiên nhưng vắng bị hại, nhân chứng nên cần hoãn phiên tòa để triệu tập mọi người có mặt đảm bảo quyền lợi các bên. Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ 30 phút ngày 26 tháng 6, Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt, Bùi Tiến Dũng, công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức rủ nhau đi bắn chim. Ba bị cáo lên ô tô, Nhân mang theo một khẩu súng hơi màu đen, một ống nhòm, một hộp đạn chì. Tùng lái xe đến khu vực núi đốt, thôn Đức Lương, xã An Phúc, huyện Mỹ Đức thì nghe thấy tiếng dê kêu nên dừng xe lại. Thấy một con dê bé lông đen trắng đứng tại mỏm đá cách xe ô tô khoảng 100m, Nhân ngồi trong ô tô, kê khẩu súng hơi vào cánh cửa ngắm và bắn hai phát. Con dê bị trúng đạn rơi xuống đất. Ngay lúc đó một con dê to chạy đến, Nhân tiếp tục dùng súng bắn một phát trúng, con dê rơi xuống đất. Sau khi bắn chết hai con dê, ba bị cáo ngồi trong xe chờ 5 phút không thấy động tĩnh gì, nên Nhân bảo Tùng và Việt đi nhặt xác dê. Tùng cho con dê bé vào chiếc túi ni lông. Việt kéo lê con dê to dưới mương nước. Về đến gần ô tô, Nhân đến giúp Việt kéo con dê to cho vào bao tải, rồi bỏ cả hai con dê vào cốp phía sau của xe ô tô. Cùng thời điểm trên, anh Nguyễn Văn Sa, chủ dê, đang chăn thả tại khu vực núi đốt cách đó khoảng 120m. Anh Sa nhìn thấy ba người dừng xe ô tô bắn trộm dê nên đã ẩn nấp tại đó để quan sát. Khi thấy ba người đàn ông cho dê vào trong cốp ô tô, anh Sa gọi điện cho anh trai là Nguyễn Văn Khang thông báo sự việc. Anh Khang cùng với vợ và con gái anh Sa đi ra khu vực cầu Ái Nàng, xã An Phúc để chặn xe ô tô. Khoảng 14 giờ 20 phút cùng ngày, Tùng lái xe đến khu vực cầu Ái Nàng thì thấy có 4-5 người dân chặn đầu xe. Nghi ngờ người dân phát hiện việc bắn chết dê, Tùng rẽ trái đi vào khu vực đường làng để bỏ chạy. Nhưng chạy đường 1-2 km, đường không đi được. Tùng lái xe quay lại thì bị người dân dùng xe máy chặn giữa đường không cho đi qua, yêu cầu xuống xe giải quyết. Lúc này người dân kiểm tra và phát hiện trong cốp xe ô tô có xác hai con dê. Bức xúc, một số người dân đã dùng chân, tay đánh Tùng và Việt gây thương tích nhẹ. Sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, công an xã An Phú đã đến hiện trường đưa các đối tượng về trụ sở công an xã làm việc, nhưng người dân ngăn cản. Khoảng 17 giờ 20, các đối tượng được người dân đưa về nhà anh Sa để làm rõ việc bắn trộm hai con dê. Và khoảng 20 giờ thì cả ba được đưa đến công an huyện Mỹ Đức để làm việc. Ngày 27 tháng 6, Nhân, Tùng và Việt bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ để điều tra hành vi trộm cắp tài sản. Tại cơ quan điều tra, ba bị cáo đều khai không biết hai con dê là của người dân chăn nuôi, nghĩ là dê hoang nên đã dùng súng bắn chết và lấy để mang về. Tuy nhiên, căn cứ vào kết quả khám nghiệm hiện trường, lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả xác minh và các tài liệu chứng cứ thu thập được, cáo trạng xác định lời khai này của ba bị cáo không có căn cứ chấp nhận, không đúng với bản chất vụ án. Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Mỹ Đức xác định tổng giá trị hai con dê là 5,7 triệu đồng. Tùng và Việt bị một số người dân không xác định được dùng tay, chân đánh xây xác phần mềm, thương tích không lớn nên hai bị cáo không có yêu cầu đề nghị gì. Về nguồn gốc khẩu súng hơi thuộc súng sang bị thu giữ, qua điều tra xác định đây là súng do anh họ của bị cáo Nhân nhặt được rồi mang về nhà cất giấu. Trước khi đi bán chim, bị cáo Nhân mượn của anh họ. Xét hành vi tàn trữ dùng súng săn của bị cáo Nhân và người anh họ chưa đến mức truy cứu hình sự, cơ quan điều tra đã chuyển hồ sơ đến công an huyện Mỹ Đức để xử phạt vi phạm hành chính theo quy định. Đại diện gia đình các bị cáo đã bồi thường cho gia đình bị hại là anh Nguyễn Văn Sa 20 triệu đồng. Anh Sa đã nhận tiền, không còn yêu cầu gì và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho các bị cáo. Mạng xã hội xuất hiện về việc nhiều người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội vây quanh chiếc ô tô vì cho rằng những người trong xe bắn và lấy dê của người dân trên địa bàn. Theo clip ghi lại, người dân phát hiện trong cốp xe ô tô có một bao tải, bên trong đựng một con dê. Hình ảnh từ clip cũng cho thấy trong xe có vật dụng như súng, có ống ngắm. Những người trong clip còn bàn tán
cho rằng ba người trong xe là cán bộ công an đã bắn trộm dê của dân. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã có mặt để xử lý sự việc. Liên quan đến sự việc trên, ngày 27 tháng 6, ông Bùi Văn Chuyện, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Phú cho biết ba người liên quan vụ việc là công an thị trấn Đại Nghĩa. Theo ông Chuyện, sự việc xảy ra vào 12h30 ngày 26 tháng 6 tại địa bàn xã. Vào thời gian trên, người dân phát hiện ba người đàn ông dùng một khẩu súng tự chế để bắn chết ba con dê. Sau đó, họ cho hai con dê vào trong một bao tải và mang lên ô tô, còn một con dê thì nằm chết tại hiện trường. Ông Chuyên cho biết, sau khi nhận được thông tin, phía công an huyện Mỹ Đức phối hợp với công an thành phố Hà Nội đã có mặt để lập biên bản và đưa ba người lên cơ quan công an làm việc. Tại đây, ba người được xác định là cán bộ đang công tác tại công an thị trấn Đại Nghĩa. Khẩu súng dùng bắn dê là khẩu súng tự chế. Theo một lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức, chính quyền đã giao công an huyện Mỹ Đức xác minh, giải quyết theo quy định. Theo vị lãnh đạo, bước đầu, cơ quan chức năng xác định vào giờ nghỉ trưa, ba cán bộ công an thị trấn Đại Nghĩa đi bán chim, tuy nhiên họ bán nhầm dê của người dân nuôi thả trên núi. Sau đó, chiều 27 tháng 6, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ ba công an bắn chết dê của dân. Đồng thời, cơ quan điều tra quyết định tạm giữ hình sự ba nghi can gồm ông Nguyễn Văn Nhân, đại úy, Bùi Đình Việt, thượng úy và ông Bùi Tiến Tùng, thượng úy. Căn cứ kết quả điều tra, ngày 27 tháng 6, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã ký quyết định tước danh hiệu Công an Nhân dân đối với ba công an kể trên. Cũng trong chiều 27 tháng 6, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an Hà Nội, đoàn công tác gồm đại diện Công an huyện Mỹ Đức, Công an thị trấn Đại Nghĩa và Công an xã An Phú cùng đại diện chính quyền địa phương đã đến nhà xin lỗi gia đình người bị hại trong vụ việc hai con dê bị bắn chết tại núi Màu Gà, thôn Ái Nàng, xã An Phú. Tại gia đình anh NVX tên viết tắt, sinh năm 1983 ở thôn Ái Nàng, xã An Phú, đoàn công tác công an huyện Mỹ Đức đã chân thành xin lỗi gia đình bị hại vì sự việc xảy ra. Các cá nhân thuộc công an huyện liên quan đến sự việc này đã nghiêm túc kiểm điểm, nhận thức rõ hành vi vi phạm gây ảnh hưởng không tốt đến dư luận xã hội và lực lượng công an Hà Nội. Chỉ huy công an huyện Mỹ Đức đã báo cáo ban giám đốc công an thành phố xin ý kiến chỉ đạo và nghiêm túc xử lý những chiến sĩ vi phạm. Đại diện gia đình ba chiến sĩ gây ra sự việc trên cam kết bồi thường thiệt hại cho phía gia đình bị hại. Được biết, chiều cùng ngày, cơ quan điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội trộm cắp tài sản để điều tra vụ ba công an bắn chết dê của dân. Ngày 28 tháng 6, lãnh đạo huyện Mỹ Đức Hà Nội thông tin Ủy ban kiểm tra huyện ủy huyện này đã ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng 3 tháng đối với ba cựu cán bộ công an liên quan vụ bắn trộm hai con dê của người dân. Ba người này gồm ông Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và ông Bùi Tiến Tùng. Những người này cùng công tác tại công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức. Chiều 30 tháng 6, Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội đã tổ chức cuộc họp báo thông tin về tình hình kinh tế xã hội quý 2 năm 2023. Tại đây, báo chí đã đặt câu hỏi về vụ việc ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức bắn chết dê của dân và đề nghị đại diện công an thành phố Hà Nội nêu quan điểm trong xử lý vụ việc này. Trả lời Đại tá Nguyễn Thành Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội chỉ rõ, vụ việc ba công an thị trấn Đại Nghĩa trong vụ bắn trộm dê ở Mỹ Đức là sự việc rất đáng tiếc và đáng buồn của lực lượng công an nói chung và công an thành phố Hà Nội nói riêng. Ông Long cũng thông tin thêm, đây là hành vi chúng tôi đánh giá là vi phạm đặc biệt nghiêm trọng về đạo đức, lối sống, quy tắc ứng xử. Lãnh đạo công an thành phố Hà Nội cũng đã khẳng định việc tước quân tịch, khởi tố vụ án đối với ba người nêu trên thể hiện sự nghiêm minh, quyết liệt, quyết tâm của lực lượng công an trong việc đấu tranh trong nội bộ là không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Ngày 7 tháng 7, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ba cựu công an thị trấn Đại Nghĩa, huyện Mỹ Đức trong vụ bắn nhầm dê của dân. Ba bị can gồm Nguyễn Văn Nhân, Bùi Đình Việt và Bùi Tiến Tùng. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân Hà Nội phê chuẩn. Từ sau vụ việc ba công an bắn nhầm dê bị phát hiện, người dân xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội chưa hết xôn xao. Ngày 28 tháng 6, trong căn nhà cũ, anh NVS, tên viết tắt 40 tuổi ngụ xã An Phú vẫn nhớ như in ngày xảy ra sự việc. Anh S kể, trưa 26 tháng 6, anh chăn dê ở khu vực núi Màu Gà trong xã. Do buổi trưa nên anh đến khu vực chân núi để nghỉ ngơi thì thấy một ô tô di chuyển chậm, có dấu hiệu khả nghi nên anh núp vào chỗ khuất theo dõi. Anh S kể lại,
Họ điều khiển xe đi khoảng 1 cây số rồi vòng xe quay lại, cách đàn dê của tôi khoảng 120 mét. Sau đó, tôi nghe vài tiếng xì hơi, cũng là lúc tôi thấy hai con dê ngã lăn xuống đất, một con khác chạy dụa nhưng nó vùng lên được và chạy ngược lên để thoát thân. Anh S kể tiếp, sau đó hai người đàn ông xuống ô tô, đi vào chân núi. Khoảng 15 phút sau, họ đi trở ra và mang theo một bao tải đi về hướng chiếc xe. Tôi nghi ngờ họ lấy dê của mình nên gọi điện thoại về nhà báo cho vợ và mọi người trong gia đình ra đường chặn đầu xe để kiểm tra. Anh S nhớ lại. Theo anh S, khi về đến nhà, vợ anh cho biết thời điểm chặn ô tô, tài xế có dấu hiệu lao xe tới để chạy thoát. May mắn, vợ anh S chỉ bị bánh xe chèn qua đầu mũi chiếc dép. Đúng lúc này, một ô tô khác đi đến nên xe này không đi được, phải lùi lại rẽ sang một con đường khác. Chạy khoảng 1 km thì xe gặp đường cụt, phải quay đầu. Xe đi được khoảng 200 mét thì bị người dân chặn lại. Anh S chia sẻ thêm, khi tôi về đến nơi chặn xe, ba người đàn ông và tang vật đã ở ngoài xe. Ngoài hai con dê trong cốp xe, còn một con khác bị thương đã chạy lên núi. Thời điểm làm việc với cơ quan chức năng, ba người này cũng thừa nhận còn một con dê bị thương. Cũng theo Ness, ở xã An Phú có khoảng 20 hộ chăn thả dê giống như gia đình anh. Khoảng 4-5 năm gần đây, chuyện người dân bị mất dê khi chăn thả là bình thường, mỗi năm trung bình có 5-7 vụ. Tính từ đầu năm đến nay, riêng gia đình anh S mất khoảng 6 con dê, chưa tính vụ ngày 26 tháng 6. Lần mất gần đây là khoảng 2 tháng trước, gia đình anh mất 3 con. Sau đó, khoảng 10 ngày, họ hàng của anh cũng mất một con dê. Anh S nói, con dê bị thương tôi đoán giờ cũng chết ở đâu đó trên núi. Từ đầu năm, đàn dê hơn 50 con của gia đình chỉ còn 46 con. Còn anh CVA tên viết tắt 42 tuổi ngụ thôn Ái Nàng cho biết, cách đây 2 năm, vào 23 giờ người dân phát hiện 7 người trên một xe bán tải, nghi là trộm dê, nên đã chặn xe để kiểm tra, thì họ dùng vật giống súng đe dọa. Người dân đã nhảy xuống ao sen cạnh đó để né. Theo ông Trần Văn Công, 69 tuổi ngụ thôn Đức Dương, xã An Phú, tính riêng năm nay, gia đình ông đã mất dê đến 3 lần, mỗi lần một con, lần gần đây nhất là mất trước gia đình anh S 10 ngày. Ông Công chia sẻ, gia đình thuộc diện hộ nghèo được vay vốn của nhà nước nên đã mua đàn dê để chăn nuôi nhưng bị mất trộm. Nghe bảo dê hiện có giá 170.000 đồng 1 kg, mỗi con dê khoảng 30 kg thì đã mất đứt nửa tấn thóc rồi. Trong khi đó, nuôi cả năm mới có thể bán được một con dê. Ông Nghiêm Mạnh Điển, một người dân khác cũng chia sẻ, thường thời điểm mất trộm dê là vào buổi trưa, khi người dân về nhà ăn cơm để nghỉ ngơi. Năm ngoái và năm kia, mỗi năm gia đình ông Điển mất đi một con dê. May mắn năm nay chưa mất con nào. Tuy vậy cách đây khoảng 10 ngày, một gia đình khác bị mất, sau đó đến nhà Ness. Do bị mất trộm nhiều dê nên người dân hay để ý ô tô lạ. Theo họ, những người bán trộm dê thường cho xe di chuyển chậm chậm, không dừng đổ hẳn. Ngoài chiếc xe vừa rồi bị phát hiện thì còn một vài xe khác cũng có dấu hiệu khả nghi hay đến đây. Đến ngày 30 tháng 6, anh NVS, tên viết tắt xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội cho biết, trưa hôm qua, các gia đình của ba cán bộ công an trong vụ bắn trộm dê đến thăm hỏi xin lỗi. Họ đã gửi cho anh 20 triệu đồng, được hiểu là bồi thường thiệt hại cho việc ba con dê bị bắn chết với mong muốn được giải quyết tình cảm. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!